Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ là có quà không quà chị tặng quà cho anh em do mua ủng hộ chúc chị sức khỏe nha. Cũng ra thành con trái con tí nghĩa anh. Dạ. Lúc nào luôn luôn cũng mấy chị mấy cô cũng thương yêu anh em bị túc nha cái nhà. Thì vào giới thiệu với chị Lan rồi đó. Rất là sột cái trời. Rõ cháy nè. Không thuê thì cãi đầu. Cháy cũng cháy. Đi bỏ ra kia. Ồ rất là quý luôn ha, cơm ở đây cháy. Cũng có bà chị á anh, dạ. Nãy cũng cơm cháy trà bông anh. Trà bông. Dạ. Đây hồi nãy cũng có chị đi xe hơi anh, dạ. Cũng vô nhà đi lon để mà giới thiệu sản phẩm món cơm cháy. Cũng chị cũng vô nhà đi lon, chị cũng ra rồi, chị cũng tặng lại cho anh em đi túc mấy 4-5 bịch anh. Dạ. Để cho anh em đi túc để ăn thử. Để coi có ngon không, nhưng mà cũng cảm ơn chị nha, cũng chúc cho chị giàu giàu sức khỏe, làm ăn phát đạt. Giờ mình đọc nha cả nhà. À đây là cái gì anh? Cơm. Bếp cơ hơi chiên sỉ lẻ, cơm cháy, trà bông, công thức đặc biệt, độc quyền đó, số điện thoại. Đây là Giàu Thiện với Quỳnh Bi Lóc, Kinh Ba Miền. Cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng cho tụi em ăn thử một miếng cơm cháy nha cả nhà. Chúc cho chị làm ăn phát đạt, giàu giàu nha cả nhà. Cơm cháy chào bông nha. Mình cũng chúc cho chị Loan cũng may bán đất để thu nhập để nuôi mấy đứa con nha cả nhà. Thường thường lúc nào ba trên Giàu Thiện, Quỳnh Bi Lóc, Kinh Ba Miền cũng đồng hành cho cô chú anh chị xem nhà chị Loan. Lúc nào mình cũng bên cạnh chị Loan nha. Từ Phương Lê, chị Phương Lê với chị Hà Nhi, với chị chị Loan nha. Chúng em cũng hoàn thành để lúc nào cũng bên cạnh. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng trưa rồi nha cô chú anh chị. Thì chú của bà Ken chở con gái của chị Loan đi học về nha cô chú. Thì vừa rồi là cũng có một chị căn giá cũng đi xe hơi đến gặp chị Loan. Đúng rồi. Chắc có lẽ để bán cái hàng cây cháy nữa. Đúng là sản phẩm để nãy mình cũng có nói một câu là chỉ tặng cho mình để ăn thử để có ngon không, để cho chị Loan để nhập phía này để mình nhập vô cho chị Loan biết nào ngon không ngon. Cái này là chị khán giả đó cũng đem đến giới thiệu sản phẩm tại nhà chị Loan nha cô chú anh chị. Nếu mà có ai ủng hộ thì chị Loan sẽ nhập về để bán nha cô chú đó. Bây giờ mình thử đi anh Luân. Dạ thì mở ra thử đi. Dạ, thì anh thử đi anh Giàu. Anh có thể đứng trước này anh thử luôn nè anh Giàu. Để em thử nha, em là tiên ông thì cô chú sẽ em thử thử ngay một chút. Để coi sao. Đây. Thế giờ thì em lúng túng cái nè. Bây giờ là anh Giàu Thiện sẽ thử cái món cơm cháy của vừa rồi là của chị gái cũng đem đến giới thiệu sản phẩm anh Giàu. Đúng rồi. Dạ. Đây cơm cháy là cái cơm cháy anh, cơm cháy rất là ngon luôn anh.
Dạ. Ủa, cái này là thịt có chờ gà nè. Giờ là vào tiệm ăn thử ra cái nhà. Dạ. Này là cơm cháy trà bông hả anh ha? Đúng rồi. Anh thấy thế nào anh? Ngon rất ngon, rất ngon luôn á. Chắc ngon cho con chị rồi. Nó tròn tỉnh mà. Nhưng mà có cái con gà mặn mặn ngon á. Cái này là cũng trà rất là ngon. Mà cái giá cả mình chỉ biết bao nhiêu nha. Cái này chỉ chưa giá cả rồi. Chưa giá cả. Cái này cho bông mới, đây là cơm cháy mới cả nhà. Cháy mới cũng như y chang như cái cũ anh. Nhưng cũng đương đương với nhau anh ơi. Ủa chú chị thấy nè. Bỏ vỏ lộng nó rất là giòn, tan, rất là ngon luôn cả nhà. Rất là ngon. Anh ăn thử đi. Thôi em xíu nữa em ăn sao anh? Anh ăn trước đi. Anh thấy cái tình thương hiểu là chắc cũng vị đó, thế nào anh có chia sẻ ra cô chú anh chị biết không anh? Để mua hàng ủng hộ gì luôn. Cái này cái giá này chưa biết nhiều nha. Cái này mới nhập về để báo chị Long để mà chị Long bắt thử. Bây giờ mình ăn thử nè. Chị cũng cho mình hai bao bịch đó. Cho mình ăn thử rất là ngon luôn cái nhà. Ai ủng hộ chưa ủng hộ chị Lon nhớ là ủng hộ cho mình cơm cháy nha, mở nha cái nhà, rất là ngon luôn cái nhà. Tuyệt vời anh nào mà em thấy muốn chảy nước miếng luôn anh, rất ngon luôn các bạn. Mình ăn cái này ngon anh ơi. Dạ. Thì nói chung là cái món cơm cháy này á, là chị nó cũng đem đến giới thiệu sản phẩm cho chị Lon nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ là giá cả thì tụi em cũng chưa có biết được nha cô chú anh chị. Dạ thì nói chung là cái nào biết thì nói, còn không biết là không nên nói ra nha cô chú. Dạ đó. Bây giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau. Cũng bắt anh.